Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, khi ta bước chân vào không gian trang nghiêm của lễ đài thuyết pháp là ta đã bắt đầu một hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và tinh tấn. Đây không chỉ là nơi để nghe những bài giảng về Phật Pháp, mà còn là một cuộc phiêu lưu vào thế giới của tri thức và sự giác ngộ. Tại lễ đài thuyết pháp, chúng ta được mời gọi để ngồi xuống lắng nghe về những lời dạy của những người đã trải qua những trải nghiệm sâu sắc và có sự hiểu biết rõ ràng về con đường tu tập. Những bài giảng này không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là nguồn động viên và chỉ dẫn cho chúng ta trên con đường tu học. Tại đây, ta được tiếp xúc với những ý tưởng về lòng từ bi, sự nhân ái và sự hiểu biết sâu sắc về bản ngã và thế giới xung quanh mình. Những bài giảng này không chỉ là lời nói trừu tượng mà còn là những hành trình đi vào lòng của chính mình để hiểu biết và chấp nhận mọi khía cạnh của cuộc sống. Lên đàn thuyết pháp cũng là cơ hội để chúng ta kết nối với cộng đồng Phật tử, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc, cùng nhau học hỏi và phát triển trong hành trình tu tập. Đây không chỉ là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là một trải nghiệm tâm linh, là một phần không thể tách rời của cuộc sống chúng ta. Nhưng không phải lúc nào cũng được nghe những bài pháp đúng đắn, có thể phản ánh sự đa dạng và phong phú trong cộng đồng Phật tử và nguồn gốc của các bài giảng. Có những yếu tố khác như trình độ và hiểu biết của người thuyết giảng, điều kiện về ngôn ngữ và văn hóa, cũng như các yếu tố về môi trường và ngữ cảnh khiến cho việc truyền đạt Phật Pháp không luôn đồng nhất và hoàn hảo. Điều này có thể dẫn đến việc người nghe không luôn nhận được những bài pháp đúng đắn, hoặc có thể gặp phải những hiểu lầm và nhầm lẫn về Phật Pháp. Tuy nhiên, trong mỗi bài giảng, dù đó có thể không hoàn toàn chính xác, vẫn có những giá trị và thông điệp tích cực mà chúng ta có thể học hỏi và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Gần đây, cộng đồng mạng xã hội đã chứng kiến sự xuất hiện của những hình ảnh và thông tin liên quan đến một nhà sư vô cùng nổi tiếng là trụ trì của một ngôi chùa ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những hình ảnh này thường đi kèm với những lời chỉ trích phẫn nộ từ phía người dân. Câu chuyện xoay quanh nhà sư này được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng truyền thông, khiến cho mọi người không khỏi tò mò và tranh cãi về những hành động và lời lẽ của ông nói ra. Nhà sư này nổi tiếng với việc thường xuyên lên đàn thuyết pháp, và đặc biệt là với câu đầu tiên mà ông thường đề cập, một lời kêu gọi chúng sinh phải tự nguyện cúng dường mọi thứ mà họ có. Điều này bao gồm không chỉ là tiền bạc và công sức, mà còn cả những tài sản vật chất, thậm chí như nhà cửa đất đai. Nhà sư này rất hào hứng và hân hoan khi khuyến khích chúng sinh thực hiện các hành động cúng dường. Ngoài ra, không chỉ là những lời kêu gọi cúng dường, sư thầy còn nổi tiếng với sự khắt khe và phê phán đối với hành vi hàng ngày của người dân. Ông thường xuyên kết án và chỉ trích những việc làm của họ, dù là những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Điều này khiến cho ông trở thành một cá nhân gây tranh cãi trong cộng đồng và nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Trong những bài thuyết pháp của mình, nhà sư đã đưa ra những định nghĩa về sự luân hồi mà nhiều người xem là cực kỳ ác độc và khắc nghiệt. Ông khẳng định rằng người ta đang gánh chịu hậu quả của những tội lỗi trong kiếp trước thông qua nghề nghiệp hiện tại của mình. Theo ông thì một người là bác sĩ ngày nay chẳng qua là do trong kiếp trước đã phạm tội giết người. Người làm thầy giáo cũng không thoát khỏi giận án vì họ từng đốt sách trong kiếp trước. Những lời phán này không chỉ là những khẳng định về vận mệnh cá nhân mà còn là sự đánh giá cực kỳ khắt khe đối với những nghề nghiệp đó. Hơn nữa, ông còn ác độc hơn khi phán những người sống bằng nghề câu cá là lừa đảo và sẽ gặp phải những tai họa khủng khiếp trong tương lai, như là lở mồm và ung thư dầm họng khi về già. Những người không thường xuyên đến chùa góp tiền công đức cũng sẽ không thoát khỏi vận án.
sẽ bị bại liệt khi già. Ông còn tiếp tục mạnh mẽ phê phán những người thích hát karaoke, tuyên bố rằng họ sẽ trở thành con ma câm khi qua đời. Cũng đáng chú ý, ông không ngần ngại ác khẩu khi dự đoán rằng con gái mà thích cưỡi ngựa thì kiếp sau sẽ lấy con ngựa làm chồng. Những phát ngôn này không chỉ gây sốc mà còn khiến cho nhiều người dân cảm thấy bất an và hoang mang về tương lai của họ. Bao nhiêu tà ác hiện hiện trên từng bài thuyết giảng của vị sư thầy khiến cho cộng đồng mạng đào bới từng ly từng tí những bài thuyết giảng vô minh của ông. Lạ thay, song song với sự nổi lên của hình ảnh vị sư này là câu chuyện về thầy Thích Pháp Hòa cũng đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng đang chia sẻ về vị đại đức này. Những bài giảng của đại đức Thích Pháp Hòa tỏ ra như một nguồn sáng soi rọi vào tâm hồn của những người Phật tử đã lạc vào con đường mê muội. Nếu như vị trụ trì ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang làm dấy lên hình ảnh tiêu cực gieo trồng hạt giống của ác, của mê tín vào tư duy của người nghe, thì thầy Thích Pháp Hòa lại đem lại một luồng lạc quan, lòng từ bi hòa hiếu và sự hiểu biết sâu sắc. Khi thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng, không gian xung quanh trở nên tràn đầy sự thanh tịnh, hòa bình và an lạc. Ông ngồi thuyết pháp không chỉ là ở một nơi cụ thể, mà còn là trên mọi vùng đất, những nơi mà Phật muốn chúng sinh lắng nghe những lời dạy của Đức Phật. Người ta chia sẻ cho nhau những video clip của thầy tràn ngập trên mạng, nói về những đề tài thiết yếu của chúng sinh, những đề tài mà người Phật tử muốn học hỏi, giải thích từ miệng của một vị chân tu, được thầy Pháp Hòa lần lượt tháo gỡ một cách nhẹ nhàng, đầy minh triết. Thầy giảng về sự cúng dường, về tứ diệu đế, bát chính đạo cho người Phật tử thông suốt bất kể họ là ai, từ người ít học cho tới một học giả thông thái. Thần thái khi giảng kinh của thầy Thích Pháp Hòa mới đáng nói. Thầy hòa nhã từ lời nói, vui vẻ tới khuôn mặt, hòa đồng cùng chúng sinh trong cách thức giao tiếp, khiến cho người nghe thầy càng ngày càng đông. Mỗi buổi thuyết giảng, thầy thường bắt đầu từ những câu hỏi mà người tham dự đưa ra. Bên cạnh những câu hỏi liên quan tới Phật Pháp, không thiếu những câu hỏi đánh đố sự hiểu biết và khả năng ứng phó của thầy. Có một người hỏi như thế này: con có nuôi một con chó, con dạy nó ăn chay và cho nó nghe pháp. Hôm nay con có dẫn nó theo nghe thầy giảng. Thầy cho con hỏi là con chó có hiểu được lời thầy giảng hay không? Trước câu hỏi bất ngờ này, đại đức Pháp Hòa ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mỉm cười và trả lời: về hỏi nó xem nó trả lời như thế nào. Có ai tiếp tục dẫn hỏi sau khi nghe câu trả lời ý nhị này nữa hay không? Chắc là không. Thầy không khó chịu về câu hỏi, cũng không cố trả lời một cách lấp liếm. Câu chuyện này như một công án thiền mà người nghe thích thú và học hỏi được tính chất uyên thâm của người trả lời câu hỏi khó này. Tìm hiểu thêm về đại đức Thích Pháp Hòa, chúng ta được biết thầy sinh năm 1974 tại Cần Thơ, là con trưởng trong một gia đình có hai người con trai. Năm lên 6 tuổi, cha thầy sang Canada định cư. Thầy được cha bảo lãnh sang khi 12 tuổi, và từ đó theo đuổi con đường Phật Pháp mà thầy được chọn. Từ những năm còn thơ ấu tại quê nhà, thầy đã hướng lòng mình đến Phật khi một lần đến chùa và quy y với pháp danh là Huệ Tài. 15 tuổi, thầy Pháp Hòa chính thức xuất gia tu hành với Thượng tọa Thích Thiện Tâm. Năm 2007, thầy làm trụ trì của chùa Tây Phương Thiền Viện và được bầu làm viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Edmonton, Canada. Những người thường xuyên tiếp xúc với đại đức đều cho rằng thầy là một người nhẹ nhàng, từ tốn và điềm đạm. Thầy là một trong những vị tăng trẻ có thành tựu rất lớn trong lĩnh vực Phật sự và Hoằng pháp. Ưu điểm của thầy đó là sự thông suốt ngoại ngữ. Vì ra nước ngoài khi còn nhỏ,
Nhưng khi thuyết pháp, ít khi nào người ta nghe thầy chêm tiếng Anh vào bài giảng khi không cần thiết. Điều này làm cho thầy gắn bó với người nghe hơn, và thay vào đó là kiến thức uyên bác về Phật giáo được chia sẻ với chúng sinh, thỏa mãn những gì mà trước đây họ không hay là chưa hiểu thấu đáo. Thầy Pháp Hòa đi rất nhiều nơi khi được mời. Người nghe thầy ngày một nhiều với cấp số nhân, và con số người Việt Nam trong và ngoài nước biết đến tên thầy lên đến hàng triệu. Mới đây, thầy được mời về Thái Lan thuyết giảng. Số Phật tử từ Việt Nam sang khiến chính bản thân thầy phải kinh ngạc. Và tại đây, thầy có cơ hội giải thích tại sao thầy không được phép về Việt Nam khi hàng triệu tín đồ trong nước mong đợi. Sự suy đoán của nhiều người hiểu biết thầy thì nhiều, nhưng câu trả lời có lẽ chỉ có một. Chắc hẳn chúng ta cũng đã được nghe thầy giải thích trong một bài thuyết pháp gần đây. Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống, với bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kiềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài công sức của họ, bằng cúng dường, bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh, thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng mọi người giác ngộ khi nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là Phật giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn. Phật giáo không đòi hỏi hình thức cúng bái rườm rà hoặc những kiên cử đầy mê tín, mà quan trọng nhất là lòng thành. Tu không phải là cạo đầu ăn chay, mặc áo tràng hay là tụng kinh niệm Phật. Tu là nhìn lại mình đã sai ở đâu để sửa chính bản thân mình. Khi mình sửa được bản thân mình thì đó cũng là lúc mình giải được nhiều phiền não khiến cho mình đau khổ. Lạy Phật không phải là để cầu xin, mà là một cách thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với một bậc thầy minh triết đã soi đường dẫn lối cho mình thoát khỏi u mê, chứ không phải là cầu trời khấn Phật để được phù hộ những điều tốt đẹp. Khi u minh bị ánh sáng huyền diệu soi tới, cũng là lúc người Phật tử tỉnh ngộ. Thầy Thích Pháp Hòa chính là ánh sáng ấy, khi niềm tin vào Phật Pháp bị một số cá nhân xuyên tạc, bẻ cong, áp đặt nhằm hướng tới mục tiêu mà Phật xa lạ. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, khi nhắc đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta không chỉ biết đến Ngài là một bậc thầy trong lịch sử tâm linh Phật giáo, mà còn là biểu tượng của sự giác ngộ và lòng từ bi vô hạn. Trong cuộc đời của Ngài, không chỉ đơn thuần là một chuỗi các sự kiện lịch sử, mà còn là một hành trình quyền diệu đầy những phép màu không tưởng chỉ có thể xuất hiện ở những bậc vị nhân. Bảy đóa sen vàng nâng góc ngọc, 3.000 thế giới đón Như Lai. Trong lịch sử Phật giáo có ghi lại một sự kiện vô cùng đặc biệt khi Đức Phật vừa đản sanh. Ngay khi mới chào đời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thực hiện một hành động độc đáo và kỳ diệu. Ngài đã bước đi 7 bước đầu đời, và mỗi bước đều làm nên một phép màu với hoa sen nở rộ dưới chân Ngài. Đến bước thứ 7, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Điều này không chỉ là một hiện tượng tâm linh, mà còn là biểu tượng cho sự thần kỳ và sự ưu diệt của Đức Phật. 7 bước chân của Đức Phật không chỉ là một sự lạ kỳ của một đứa trẻ mới sinh, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự vượt ra khỏi dòng luân hồi của Ngài. Theo lịch sử Phật giáo ghi lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi qua và vượt ra khỏi 6 thế giới của luân hồi, từ địa ngục đến thế giới của ngạ quỷ súc sanh loài người Atula, và cuối cùng là thế giới của loài trời. Khi Ngài bước qua mỗi thế giới này, mỗi bước là một bước vượt qua cảm xúc khổ đau và sự ràng buộc của thế gian,
để đạt được sự giải thoát và giác ngộ tối cao. Vì vậy, khi Đức Phật bước qua 7 bông sen, điều này cũng đồng nghĩa với việc Ngài vượt qua mọi gian khổ và thách thức trong hành trình của mình. Bằng cách này, sự kiện này không chỉ là biểu tượng của sự kỳ diệu, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh và khả năng vượt qua của tâm linh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đó là biểu hiện của sự giác ngộ và tự do tối cao mà chúng ta có thể tìm kiếm và đạt được thông qua việc tu tập và hiểu biết về lịch sử và hành trình của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều này thực sự là một hiện tượng kỳ lạ và khó có thể lý giải. Vậy, ý nghĩa đặc biệt của 7 bước hoa sen là gì? Bước chân thứ nhất là hướng về phương Đông, làm người dẫn đường cho các chúng sinh phương Đông và hướng mặt trời mọc. Mặt trời đem đến ánh sáng cho thế gian. Ngài hướng về phương Đông thị hiện để chúng sinh biết rằng Ngài là bậc đạo sư tối thượng, là ánh sáng trí tuệ cao quý nhất, đem đến cho chúng sinh không chỉ đời này mà còn vô lượng kiếp về sau. Bước chân thứ hai, hướng về phương Nam, làm ruộng phước thành của nhân thiên. Ngài nhìn về phương Nam thị hiện để chúng sinh biết rằng Ngài là ruộng phước tối thắng cho tất cả chúng sinh. Bước chân thứ ba, bước chân thứ ba hướng về phương Tây, là kiếp cuối cùng của luân hồi sinh tử. Trong Phật giáo, phía Tây có nghĩa là phía ngơi nghỉ. Ngài nhìn về phía Tây thị hiện cho chúng sinh biết rằng đây là thân cuối cùng của Ngài trong dòng luân hồi sinh tử. Điều này từng được Đức Thế Tôn thuyết: Này các thầy tỳ kheo, Như Lai là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng, không còn quẩn quanh trở lại trong tam giới nữa, là bậc tôn quý, vô thượng, không ai sánh bằng. Bước chân thứ tư, hướng về phương Bắc. Ngay trong kiếp này, chứng đắc Phật quả, Ngài nhìn về phương Bắc thị hiện cho chúng sinh biết rằng Ngài sẽ đắc đạo vô thượng bồ đề ngay trong kiếp cuối cùng này. Bước chân thứ năm, nhìn xuống phương dưới chiếc phục binh ma. Bước thứ năm, Ngài nhìn xuống phương dưới thị hiện cho chúng sinh biết rằng sự xuất hiện của Ngài trong cuộc đời này là để hàng phục các loài ma. Bước chân thứ sáu, hướng lên phương trên, là chỗ quy y cho nhân thiên sáu cõi. Bước thứ sáu, Ngài nhìn lên phương trên là cõi trời, thị hiện cho chúng sinh biết rằng Ngài là nơi để trời, người và tất cả chúng sinh quay về nương tựa, thoát ly khỏi luân hồi sinh tử. Bước chân thứ bảy, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, bậc tối thượng tôn quý. Đến bước chân thứ bảy, Ngài dừng lại, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và tuyên bố rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, y kim tận hỷ. Cũng qua câu tuyên ngôn này của Thái tử, thì nhiều người, đặc biệt là các tôn giáo khác cho rằng đạo Phật là đạo vô ngã vị tha, không kiêu mạn. Thế nhưng Đức Phật vừa ra đời đã tự tuyên bố duy ngã độc tôn, có nghĩa là ta là tôn quý nhất. Điều này không đúng với tinh thần đạo Phật. Nhưng tìm hiểu về cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy rằng Đức Phật ra đời với bản nguyện là cứu độ chúng sinh. Ngài là nơi để chúng sinh quy hướng về. Ngài tuyên bố như vậy để cho vũ trụ hoàn cầu này biết rằng đấng tối tôn đã ra đời, nơi quy hướng, nơi nương tựa của muôn loài đã xuất hiện, để chúng sinh biết đến Ngài, quy hướng về Ngài và được Ngài hóa độ. Lời tuyên bố của Ngài là tuyên ngôn bất hủ và là sự thật, không phải là lời kiêu mạn. Ngài là bậc tối thắng thật sự, đức khiêm tốn, khiêm hạ của Ngài thì không ai sánh bằng. Chúng ta còn nhớ câu chuyện khi Ngài chứng đắc quả vị Phật. Ngài dùng thiên nhãn quán sát trong nhân gian xem còn có ai tôn quý, xứng đáng làm thầy để Ngài đến đảnh lễ. Nhưng Ngài không thấy một ai, dù là trời, người hay trong cõi ma, không một ai có đầy đủ đức trí như Ngài. Khi ấy, Ngài đã quay về đảnh lễ Pháp và chân lý
mà Ngài đã chứng đạt được. Ngài thành Phật rồi, Ngài vẫn tìm thầy để Ngài đảnh lễ, thì chúng ta thấy Đức Phật là bậc có tâm khiêm hạ, tôn kính tối thượng. Cho nên về công hạnh chân đức và thật đức thì quả thật không một ai bằng Ngài. Dù là chư thiên, phạm thiên cũng không thể sánh bằng. Do đó, Ngài tuyên bố mà Ngài không hổ thẹn, bởi lời Ngài tuyên bố là hoàn toàn đúng, hoàn toàn xác đáng. Ngài xứng đáng là nơi quy hướng của tất cả chúng sinh. Bên cạnh đó, Đức Phật cũng tuyên bố rằng nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, có nghĩa là thế gian sinh lão bệnh chết, nhưng Ngài đã vượt thoát luân hồi sanh tử. Chúng ta thấy được từng bước chân của Đức Phật Thích Ca khi đản sinh đều có ý nghĩa rất sâu sắc và cao thượng, và cũng báo hiệu Ngài là bậc tối thượng, tối tôn, không ai sánh bằng. Bảy bước chân của Ngài cũng có ý nghĩa là Ngài đã đi qua hết cả lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, loài người, A-tu-la, quỷ thần, loài trời, Ngài cũng vừa qua. Cho nên, Ngài bước qua sáu bông hoa sen này, ý nghĩa rằng tất cả sáu cõi, Ngài đều không còn sinh vào nữa. Có nghĩa là Ngài đã ra khỏi lục đạo luân hồi và đứng ở bông sen thứ bảy rồi. Chúng sinh còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, nhưng Đức Phật đã đi qua lục đạo luân hồi, không còn ở trong tam giới này nữa. Ngài đã tuyên bố, ta là người đã bước ra khỏi tam giới này, và ta là tôn quý nhất vì không ai bước ra khỏi lục đạo luân hồi này. Ý nghĩa của bảy bước hoa sen không chỉ là về việc hiểu rõ hơn về sự hiện diện và tinh thần của Đức Phật, mà còn về mong muốn của Ngài dẫn dắt chúng sinh ra khỏi dòng luân hồi sinh tử. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự giác ngộ và lòng từ bi của Đức Phật thông qua hành động kỳ diệu này. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể bước đi theo bảy bước của Đức Phật từng bước một, để dần thoát khỏi những cấu quế và phiền não của cuộc sống. Bằng cách này, chúng ta có thể giải thoát khỏi tri kiến mê lầm và những khổ đau của thế gian, và tiến trên con đường giác ngộ để đạt được an lạc và hạnh phúc. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của bảy bước hoa sen, một lời nhắc nhở về sự tỉnh thức và đạo lý của Đức Phật, và một hướng dẫn cho chúng ta trên con đường của cuộc sống. Đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên. Chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa, đừng cạn tàu ráo máng. Bởi hận hay yêu đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay là duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất. Không còn nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người khốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình, nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Thứ ba, con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ, là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được ba bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, bạn đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều. Dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu, con người nên nhớ rằng dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù sẽ không thể nào biến mất. Đôi khi, người bị sỉ nhục và chì chiết
lại chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn, thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả, hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà đời người gây ra cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận có thể thay đổi hiện tại, mắng chửi cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Những oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rửa mà thôi. Vì vậy thay vì dùng lời nói, hãy hành động để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bày là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí, nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phiếm trên bàn tiệc của kẻ khác. Chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bản thân bình tĩnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi chuyện không thuộc về họ. Và bỏ cái tôi sang một bên, an lạc, ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân, tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn. Đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thực sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Thứ tư, tình huống rồi im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để biết bạn biết mình là ai. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem thường bạn thì bạn hãy cứ bỏ qua. Càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn được mãi. Thế nên, khi bị người khác nhục mạ thì có nhiều người sẽ suy nghĩ, cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực hoàn thiện làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó thì đừng vì thế mà dội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này rất cần những lời khen, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng, để có được thành công thì ngoài bản thân bạn ra, còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên, sống ở đời có những lúc lực bất tòng tâm thì hãy tùy tự nhiên, ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu, cười nhẹ bỏ qua. Có những con đường không thể không đi thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn. Cuộc sống gập ghềnh, nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất.
tâm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thực, giản đơn lại là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống cũng giống như cuốn sách, con người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc dậy già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi quá độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần sự nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là dạng sự hòa hợp, mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ cổ chí kim, những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm, hàn tín cam chịu nỗi khổ nhục chui hán. Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được nhìn sự phiền, thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ, nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc riêng của mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên luân hồi vạn kiếp. Gia diễn đổi đời, được mất hơn thua cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn có nghĩa, xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa của số phận, nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, vì mất mà sầu. Nhưng mất hay được cũng đâu có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm ở hai chữ sinh tử, cả quá trình là trả nợ cho nhau. Ân quán hết thì đường ai nấy bước. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau. Đừng để một ngày kia cất bước, ngoảnh đầu nhìn lại để tiếc nuối cho nhau. Lời Phật dạy, khi khó khăn hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục.
mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê, dục dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi dục dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ, và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa? Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử. Không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt, và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: "Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta là Phật, là bậc giác ngộ đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa." Vị du già sư nghe xong quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của ngài thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường diệt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều
chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ. Thế mà oải oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giống bão đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, chỉ chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy, phiền não tức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động, như làm ăn thất bại, người khác ganh tị, quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác táng, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể. Bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng nếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, vươn lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay. Vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau, vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại, quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính, nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục.
Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát, an lạc. Đau khổ, chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng, sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy, bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã, thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu vồng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu. Nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống, muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa, thì thành công mới thực sự đến với con." Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu. Nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi, lùi bước, bi quan. Họ đâu biết rằng bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hời hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chảy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua. Bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ
Có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh, không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất. Cực dễ, ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể.
Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức, nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời. Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm. Nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt, hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai bố thí cúng dường đúc chuông tạo tượng. Thế nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa thì công đức tiêu tan. Ngược lại, nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì ắt đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi, nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo. Huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán đã chứng quả A La Hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn, hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hành trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thế nên trì giới cũng là cách tạo ra phước báo mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi thông minh giàu có trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân,
càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên, những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê. Sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn, thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện. Thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, Tôn giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo, hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hạnh nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi giả. Những sự đấu tranh không cần thiết cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não, lại tạo ra nhiều phước báo thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt, nhưng họ quên một bước quan trọng là hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức. Việc này có nghĩa là chia phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh. Trong khi đó, ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả. Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong 8 món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống, cháo mệnh khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bằng, thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ tám, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp thì quả là điều tuyệt vời. Thậm chí có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe pháp cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành, có được cuộc sống hạnh phúc bình an. Nếu biết lan tỏa điều này,
để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ chín, thiền định. Càng ngày có nhiều người tìm đến thiền định, cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản, nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10. Sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, ắt phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên, hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên, chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế, trong cuộc sống luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phước báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phước báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phước báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý, chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phước báo bằng lòng nhân ái, sẻ chia và giúp đỡ người khác là cách tuyệt vời để tạo ra phước báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phước báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phước báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phước báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phước báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phước báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức, mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phước báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng nghe đến hai từ nhân và quả. Nếu làm lành thì sau này sẽ hưởng một quả báo an lành, an vui và hạnh phúc. Ngược lại, nếu làm việc ác thì quả báo đau khổ, trầm luân sẽ không thể nào tránh khỏi. Nhân quả là quy luật vận hành tự nhiên của vạn vật và vũ trụ, không phải do trời đất, Phật hay một đấng tối cao nào tạo lập, và cũng không một ai có thể can thiệp được.
Xưa nay vốn dĩ như vậy, rất bình đẳng. Một người gây tội ác có thể lọt lưới pháp luật thế gian, nhưng không thể nào thoát được nhân quả và báo ứng. Nhân gian thường nói, ở hiền thì gặp lành, và gieo gió, ắt sẽ gặp bão. Hay là, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại. Nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời, cũng là đạo lý về nhân quả vậy. Luật nhân quả là luật của vũ trụ, không phải là luật của thần hay Phật. Thực ra, nhân quả rất sâu xa, không dễ gì hàng phàm phu chúng ta có thể hiểu hết được, mà ngay đến cảnh giới của Bồ Tát vẫn chưa thể thấu suốt. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát làm việc gì cũng sợ lỗi lầm, làm việc gì cũng cân nhắc trước sau rồi mới làm, để tránh đi những quả báo đau khổ về sau. Chúng sinh phàm phu thì ngược lại, đôi khi biết việc là sai mà vẫn cứ làm, nên đã gây ra bao ác nghiệp, phải đọa lạc trầm luân trong khắp nẻo khổ đau của luân hồi. Trong nhà Phật cũng thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Thăng lên hay đọa lạc, phàm phu hay thành Phật, cũng không ngoài nhân quả. Gần đây cũng có người vì chưa hiểu sâu về nhân quả, nên tuy lúc đầu cũng đi chùa, làm thiện, nhưng khi gặp chuyện bất trắc, nghịch cảnh đến trong cuộc sống thì liền sinh tâm than trời trách Phật, không linh, nên không tiếp tục đến chùa hay làm việc thiện nữa, thì quả thật rất đáng tiếc. Bất trắc hôm nay đến là nó phải đến, kể cả chúng ta có làm việc thiện hay không làm, cúng chùa hay không cúng chùa. Nhưng vì kiếp trước đã làm quá nhiều việc ác nên kiếp này phải trả. Còn những việc làm thiện lành hôm nay thì kiếp sau hay cuối đời này mình mới được hưởng. Vì nhân quả là thông cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, nên có hiện báo, tức là thấy ngay trong kiếp này, sinh báo, tức là kiếp sau mới thấy, và hậu báo, tức là những kiếp lâu xa về sau, khi hội đủ duyên mới thấy. Hơn nữa, phải xem lại trước đây chúng ta đã làm ác, ăn ở thất đức như thế nào, và nay mình đã làm thiện được bao nhiêu. Mới dây 10, mới trả có 3, mà đòi xóa hết nợ, xem sao cho hợp, phải không thưa các bạn? Nói làm thiện để trả lại chỉ là cách nói an ủi mà thôi. Chứ làm thiện thì có thiện báo, ác sẽ có ác báo, vốn không thay nhau được. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu giữa nhân và quả còn có duyên. Nếu trước đây do vô minh đã trót lỡ tạo nghiệp ác, nay biết lỗi, sám hối và hứa sẽ không còn tái phạm, và từ đây sẽ không ngừng tu thiện để cắt các duyên xấu, thì quả xấu chưa trổ, và phát tâm tinh tấn tu hành giải thoát sinh tử để thành thánh nhân, Bồ Tát, Phật với đầy đủ trí tuệ và năng lực, để sau này phát đại thệ nguyện, phân thân tái sinh về khắp nơi trong các cõi mà đền ơn và cứu độ chúng sinh, thì mới thật rốt ráo và viên mãn. Xin thưa với các bạn là kiếp này nếu ai may mắn giàu sang hơn người cũng là do ở kiếp trước đã từng cúng dường bố thí. Nếu bây giờ mà không lo tạo phước tu hành thì kiếp sau phải đói khổ bất hạnh. Hiểu được đạo lý nhân quả, chúng ta sẽ sống rất tự tại và an lạc ngay trong cuộc sống hôm nay, vì chúng ta sẽ không làm nhân quả và biết chấp nhận tất cả những gì không may đến với mình. Từ đó mà sám hối và vươn lên nỗ lực tu hành, tích cực làm nhiều việc thiện lành hơn nữa, thì tương lai chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Hòa thượng Tịnh Không cũng đã từng nói, lỗi không phải do người khác, lỗi là ở chính mình. Các bạn hãy tự suy gẫm lời dạy này, nói đến nhân quả ba đời, quả thực là vô cùng bổ ích. Mỗi khi tiếp người, đối vật và gặp trắc trở trong cuộc sống. Ý nghĩa cội rễ của luật nhân quả. Những lời dạy của Đức Phật về luật nghiệp báo hay nhân quả phát xuất từ nơi trí tuệ siêu dược của Ngài, mà với người trần mắt thịt như chúng ta chắc chắn không thể nào hiểu xuyên thấu về luật nhân quả.
Tuy nhiên, quả lời dạy của Đức Phật về luật nhân quả, chúng ta có thể phần nào giải thích tại sao cùng là con người mà có kẻ thì sống trong nhung lụa hạnh phúc, người thì sống trong bần hàn khổ đau, người thì sinh ra đẹp đẽ, còn kẻ lại chịu khuyết tật khi mới sinh ra. Nếu không có luật nhân quả, nghiệp báo, thì lấy gì để giải thích những tình trạng khác biệt này? Người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm tất cả mọi hiện tượng trong bầu vũ trụ bao la này, từ con người cho đến muôn loài vật đều chịu sự chi phối của nhân quả. Nhân quả có nguồn gốc từ nghiệp báo. Nghiệp là nhân, báo là quả. Nghiệp và quả báo tạo thành luật nhân quả, ngắn gọn là nghiệp quả hay nghiệp báo. Nếu chúng ta tạo nhân, nghiệp tốt thì sẽ trổ quả tốt, còn ngược lại, ta gieo nhân xấu thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng nhận quả xấu. Chuyện nhân quả cứ thế mà xoay dần thành một vòng tròn không bao giờ chấm dứt, vì con người cứ tạo nhân rồi trả quả. Trong việc trả quả, lại tiếp tục tạo nhân mới, và nhân quả cứ thế mà luân hồi. Như vậy, mỗi tác động nhân hay nghiệp với một điều kiện nhất định sẽ sinh ra một quả báo. Một khi quả đó chín, nó sẽ hồi đáp trở lại người đã tạo ra nó. Thời gian để một quả chín mùi có thể kéo dài rất lâu, cũng có khi rất mau. Nghiệp đã gieo thì trăm ngàn kiếp vẫn không mất. Khi đủ nhân duyên, nó sẽ xuất hiện. Ai gây quả ác thì nhận quả ác, ai tạo quả lành sẽ nhận quả lành một cách công bằng không thêm gì. Nếu ta tạo nghiệp tốt, có thể nó mang ngay kết quả trong đời hiện tại, trong đời tái sinh. Nhưng nên nhớ là dù tạo nghiệp tốt hay xấu, đều chịu luân hồi sinh tử. Trong Minh thứ ba, Lậu Tận Minh, Đức Phật xác nhận nguyên nhân của luân hồi sinh tử là lậu hoặc. Lậu hoặc chính là nghiệp. Bên trong lậu chứa nhiều mầm tham sân si, nó thúc đẩy những hành vi tạo nghiệp. Nó theo chúng ta từ đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi một ngày chúng ta gây biết bao là nghiệp. Mỗi nghiệp gây ra do tác động của thân khẩu ý. Những điều này gây ra nhân quả. Sự linh ứng khủng khiếp của quả báo. Quả báo chính là sự đền trả lại những gì chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng cho người khác. Hay hiểu theo nghĩa đơn giản là ta làm gì cho ai sẽ được nhận lại, đáp trả lại y như thế. Không trước thì sau, không sớm thì muộn, không kiếp này sẽ kiếp khác. Mọi chuyện chúng ta làm, dù tốt hay xấu, dù vô tình hay cố ý, ta sẽ được nhận lại một cách sòng phẳng, không thiếu sót khi hội đủ nhân duyên. Có ba loại quả báo. Thứ nhất, hiện báo. Quả báo phải chịu trong đời hiện tại đối với những hành vi mà chúng ta đã gây từ nhiều đời trước hay đời này. Thứ hai, sinh báo. Quả báo phải chịu trong đời sau do hành động của chúng ta làm trong đời này. Thứ ba, hậu báo. Qua nhiều đời nhiều kiếp, sau khi đủ duyên mới trả quả báo. Các loại quả báo trên có thể giải thích cho chúng ta biết tại sao trong đời sống hiện tiền có người rất hiền lành tốt bụng mà cứ gặp những điều không may khiến cho họ chịu đau khổ triền miên. Đó là do những kiếp trước họ đã gây nghiệp xấu, đến đời này đủ duyên họ phải trả, gọi là hiện báo. Còn những nhân lành họ làm từ đời này, có thể họ sẽ được hưởng phước báo ở đời sau, gọi là sinh báo. Những người sống ở đời này có những hành động ác, hại người, đau khổ mà vẫn sống trong sung sướng, gặp nhiều may mắn. Đó là có thể trong nhiều đời nhiều kiếp trước họ tạo nhiều nghiệp lành nên đời này họ được hưởng phước. Riêng những điều họ làm ác ở đời này thì họ sẽ phải trả ở những đời những kiếp sau, gọi là hậu báo vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.